thị trường nhà bếp trong hơn 10 năm trở lại đây. Bên cạnh những sản phẩm phổ thông thì những thương hiệu lớn có xuất xứ tại châu Âu cũng xuất hiện khá nhiều. Một trong những thương hiệu cao cấp được nhiều gia đình quan tâm lựa chọn đó là thương hiệu thiết bị gia dụng lớn nhất Tây Ban Nha, Fago. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhiều gia đình về hãng thiết bị nhà bếp này, chương trình ngày hôm nay có đưa thông tin cụ thể về sự phát triển của Fago trong giai đoạn hiện nay cũng như đơn vị phân phối chính thức của nhãn hiệu này tại Việt Nam. Fago là một nhãn hiệu đi đầu về thiết bị gia dụng đã trở nên rất phổ biến suốt mấy thập kỷ qua. Thương hiệu này không chỉ được biết đến rộng khắp tại Tây Ban Nha, mà các sản phẩm của Fago cũng đã trở nên quen thuộc tại hơn 130 quốc gia châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Fago có mặt ở Việt Nam trong suốt 13 năm qua do công ty G-Star Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối độc quyền. Đây là nhãn hiệu được các gia đình Việt đánh giá cao về chất lượng, tiện ích, kiểu dáng trang nhã và sang trọng. Hiện nay, Fago được đồng bộ với hơn 12 dòng sản phẩm và rất nhiều các sản phẩm mini đi kèm. Trong năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang suy thoái, tập đoàn đa quốc gia lớn thứ 3 trên thế giới Mondragon sở hữu thương hiệu Fago cũng không nằm ngoài tình trạng khủng hoảng chung. Do đó, tập đoàn lớn này đã bắt buộc phải tái cơ cấu lại Fago Electrodomesticos Corp, một xu thế chung. Và dưới sự giúp đỡ của chính phủ Tây Ban Nha, đến tháng 10 năm 2014, Fago Electrodomesticos Corp đã chính thức thuộc sở hữu của tập đoàn CNA Group. Điều này một lần nữa cho thấy giá trị trường tồn của Fago trên thị trường quốc tế nói chung. Không lâu sau thời điểm này, vào khoảng giữa năm 2015, công ty G-Star Việt Nam đã tiếp tục ký kết hợp đồng phân phối độc quyền thương hiệu thiết bị nhà bếp gia dụng Fago với tập đoàn CNA Group. Trong buổi lễ ký kết, tập đoàn CNA Group đã khẳng định toàn bộ các nhà máy của Fago tại Tây Ban Nha đã hoạt động sản xuất bình thường trở lại vào cuối năm 2014. Điều này đã đảm bảo được nguồn cung ứng cho tất cả các nhà phân phối trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Thông tin này mang lại niềm vui và sự tin tưởng cho những người đã, đang và sẽ lựa chọn sản phẩm Fago cho ngôi nhà của mình. Cũng trong buổi lễ ký kết hợp đồng độc quyền phân phối này, đại diện tập đoàn CNA Group đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công ty G-Star Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu mà Fago đã đạt được trong suốt 13 năm qua tại Việt Nam cũng như triển vọng phát triển trong những năm tiếp theo. Theo đánh giá của đại diện các dự án cao cấp trên cả nước, thì công ty G-Star Việt Nam thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp chất lượng là Fago thì đơn vị này cũng luôn làm hài lòng chủ đầu tư bởi kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia tư vấn nhiệt tình, phong cách chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc khách hàng hậu mãi tốt. Thông tin này một lần nữa cho thấy cam kết phát triển lâu dài của thương hiệu Fago tại thị trường quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như uy tín bền vững của G-Star Việt Nam để cùng chung sức với các gia đình Việt xây dựng cuộc sống khoa học, văn minh và hạnh phúc.